Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Bảo Đen. Ok thì ngày hôm nay mình cũng mình các bạn biết mấy đêm hôm nay là đến tầm giờ này là mình với lại Dũng Huy đi check. Em có điện thoại không? Đây. Điện thoại cho các bạn xem. Sẵn tiện cho các bạn xem bây giờ mấy giờ luôn. Đây bạn, bây giờ là 1:48. 1:48 chủ nhật. Thì mình kiểu như là mấy ngày hôm nay anh là nhà mình gặp nhiều biến cố kỳ lắm anh em. Đâm ra là ở tầm 2 giờ bây giờ Dũng ngủ nãy giờ mình mới gọi dậy. Buồn ngủ gọi dậy tại vì giờ này là anh em của mình phải đi check xem coi là cái nhà của mình á. Tại vì tầm giờ này là nó hay có mấy cái điều kỳ lắm anh em. Cho nên là tụi mình phải dậy để mà đi check. Thì mình chưa đi ra ngoài mình coi. Nói chung là mình chưa đi ra ngoài mình coi thì chút nữa là mình với là Dũng Huy sẽ đi ra ngoài coi luôn. Đó. Mà hả các bạn có biết không là Dũng Huy á, vừa nói với mình á là tầm giờ mấy giờ hôm qua nhỉ? Tầm giờ 3 rưỡi. 2 rưỡi 3 giờ. Có nghĩa là hôm qua 2 giờ là anh em của tụi mình vẫn đi check bình thường. Nhưng mà tự nhiên đến cái tầm 3 giờ cái xong rồi Dũng Huy kêu có một cái con nào đó nó bò qua cái cửa sổ. Mà đâm ra là bây giờ hở mình đang... Mày không hiểu tại sao mà cái nhà mày cứ đóng cửa rồi nha. Mà tự nhiên cái chốt khóa nó cứ bung ra. Như vậy mới có xuất hiện mấy cái vụ mà mấy con rồi bậy bạ nó vô nhà mình anh em. Cái con quái nhân ấy, vô nhà mình. Mình đang tính là các bạn có thấy cái mái ở phía trên đây không? Đó, mình đang tính là hở mình lợp cái hàng rào ở chỗ này. Kiểu như mấy ngày hôm nay anh em của tụi mình nó gặp nhiều chuyện nguy hiểm lắm. Cho nên là một số bạn fan cũng kêu với anh em của tụi mình là nên cẩn thận một cái kiểu á. Thì thật ra là vốn dĩ là anh em của tụi mình quay cái này á là anh em của tụi mình có nhiều cái nguy hiểm xảy ra lắm. Đâm ra là ngày nào mình phải đối diện với cái nguy hiểm đó. Ví dụ như anh em của tụi mình đi đến mấy cái chỗ, giả sử như đến chỗ mà không, đến chỗ mà tâm linh đi. Nếu là tâm linh đi nha. Nếu là tâm linh thì về nhà là dường như buổi tối hôm đó là anh em của tụi mình tự nhiên bị nhói trong đầu một chút xíu. Cái này nó không phải là trường hợp một mình gặp đâu mà Dũng Huy cũng bị gặp luôn anh em. Nó bị nhói ở ngay cái vần thái dương đây nè. Giống như kiểu đau vai. Với lại đây những trường hợp mà anh em mình gặp nè. Một là nhói ngay vần thái dương đây nè. Hai là bị đau vai. Đau vai nha mà cái tình trạng đau vai thì nó kỳ lắm anh em. Nhưng mà mình kiểu như là anh em của tụi mình kiểu như muốn quên cái chuyện đó đi. Giống như là anh em mình cảm giác như có ai ngồi trên vai. Cảm giác như có ai ngồi trên vai. Cái vai nó khi mà mình cực động vai, khi mà đau á mình cử động vai, thực sự cái vai mình rất là cứng. Kiểu như có cái vật nặng đè lên vai mình cũng bẻo. Nên khi mình cử động á là nó cứng, là kêu rọt luôn. Rồi các bạn biết sao nữa không? Tự nhiên đêm á, tự nhiên nó có mấy cái tiếng xì xầm gì đó. Hồi đó gì mình ngủ cùng với Dũng Huy nè. Mình cứ nghĩ là Dũng Huy đêm khuya nó gọi điện cho ai á. Tự nhiên nó có cái tiếng xì xầm. Mà lúc đó mình sáng hôm sau đúng là đêm khuya đó là mình hơi mơ hồ, đâm ra là mình thấy Dũng ngủ mình cũng không gọi. Nhưng mà sáng hôm sau mình kêu là đêm qua Dũng có nói với anh cái gì không, thì Dũng nó kêu là hở đêm qua nó ngủ như chết thì nó lắm làm gì nó nói. Nhưng mà rõ ràng là đêm qua mình nhớ có một cái tiếng gì đó xì xầm rất là ghê. Nên là đâm ra là hở thường thường đến tầm giờ khuya này là anh em của tụi mình phải đi kiểm tra. Mọi khi là 3 ngày hôm nay thì anh em mình kiểm tra lúc 2 giờ thôi. Nhưng mà bây giờ anh em mình nghĩ là chắc anh em mình sẽ kiểm tra vào lâu hơn nữa. Không biết anh em là có biết cái tượng này không? Thì đây là cái tượng mà cái hôm mà mình cùng với Dũng Huy đi lấy ở cái chỗ mà gọi là cái cầu cầu vong hồn, cái cổng địa ngục bắc cầu. Cái chỗ đó là người ta kiểu như là người chỗ linh thiêng á, người ta hay đưa người chết qua ra chỗ đó. Thì nếu các bạn nào xem video thì các bạn sẽ biết cái tượng này. Thì mình nói không giỡn, nói chung là mình nói thiệt với các bạn luôn là mình nói với Dũng Huy rồi, nhưng mà có một điều là mình chưa có tâm sự với anh em. Có nghĩa là mình không biết nha. Cái ông này là các bạn, ông này nếu mà theo như mình thấy á là giống như là một vị tướng hay là một vị thần gì ông đó. Quan Công, em nghĩ là ông Quan Công. Ông Quan Công hả? Nhưng mà rõ ràng là có một đêm, mình không biết là trong chiêm bao hay không, nhưng mà mình có nói chuyện với ông này các bạn. Mình vẫn nhớ rõ ràng ông đó ông mặc cái đồ tướng như vậy nè. Đó. Nhưng mà em cũng nghe em kể rồi, ông không cầm quyển sách như này đâu mà ông cầm cái đao đúng không? Ừ. Ông cầm cái đao.
Đấy, nhưng mà ông nói gì quên rồi. Mình kiểu như là hồi nãy trước khi mà quay video là mình nhớ với các bạn, nhưng mà mình quên mất rồi ông nói cái gì á. Nhưng mà nói chung là thường mấy chuyện trong giấc mơ mình dễ quên lắm. À, mình không nhớ. Thôi, quên, tự nhiên mình quên mất. Nói chung là cái mình nhớ mang máng là ông có nói chuyện gì liên quan đến thần hộ mệnh đó các bạn. Mình liên quan đến thần hộ mệnh, đó chính là đây, ngồi đây xíu. Đó chính là mình nha, có nhiều bạn fan hay nói với mình về cái chuyện là tại sao mà anh không có mình là không có bị mấy con ma quỷ hay là vong nữa đi theo nhiều bạn anh em. Thì mình nghĩ là bản thân mình như mình có thần hộ mệnh hay sao anh em. Mình có thần hộ mệnh, còn anh em hình như là không có, đâm ra là anh em dễ bị hơn mình. Bản thân mình thì mình cũng bị, mà mình bị một lần thôi. Bị một lần thôi, giả sử như dường như anh em mình chơi 10 lần thì mình bị một lần. Còn 9 lần lại là bị Dũng Huy đại bị lắm. Em thì lúc nào hiểu dễ bị nhập anh. Em hình như có linh tính với cái thế giới bên kia, có sự kết nối rất là mãnh liệt với thế giới Dũng Huy. Để Dũng Huy kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện mà hôm trước á, Dũng Huy đi đêm về, lúc đó là 2:30 sáng các bạn. Dũng Huy đi đêm về cái xong rồi gặp cô gái Khóa Giang á. Gặp cô gái Khóa Giang 3 lần, có nghĩa là Dũng Huy đi qua 3 cái khúc quẹo nha. Mà cái khúc quẹo đó nó giống như là một cái vòng tròn á. Xong rồi Dũng Huy gặp cái cô gái đó rồi Dũng Huy chở cái cô gái đó về mà hả? Cái lúc đầu á. Đây cái lúc đầu thì đây để Dũng Huy kể em không nghe. Chở đâu, tại vì em sinh một điều như này nè. Mình đi ban đêm á mà mình chở người khác á, tại vì em sợ người ta giàn cảnh để cứ bóc quẩy mình thôi. Nhưng mà mình đi qua 3 lần đó, tại sao dạo này có nhiều người quá gian vậy ta? Như vậy cái lần thứ 3 thì mình đã quyết định chở một người như vậy. Rồi đến cái nghĩa địa, em biết điều gì không? Mình không phải nghĩa địa đâu. Mình đi qua cái căn nhà mà có mấy cái mộ, anh em xem video của anh Bảo, em có thể thấy là anh mình rất là hay quay ở mấy cái mộ đó. Đi qua mộ đó thì tự nhiên mất luôn cái cô gái. Mất luôn. Cái câu chuyện này thì không phải là mình khi mà Dũng Huy kể là mình tin liền các bạn biết sao. Tại vì gần ngay chỗ nhà mình là nó có cái nhà đó. Nó có cái nhà đó mà cái câu chuyện mà cái cô gái đó rơi vào tầm 26 tuổi nè. Có nghĩa là tranh chấp với chồng về cái chuyện con cái sao đó, cái cô gái đó tự tử. Mà Dũng Huy chỉ cho mình cái căn nhà đó, có nghĩa đi ngang qua căn nhà đó cái cô gái biến mất. Thì mình nói thiệt với các bạn luôn là trong đầu mình đã chắc chắn 100% rồi, tại vì cái nhà nó rất là ghê. Ở trong xóm này ai cũng biết được cái nhà đó là bên cạnh cái nhà đó là nó có một cái vườn nghĩa trang ấy, kiểu như vườn mộ vậy nè. Đâm ra là kiểu như là hình như cái khu chỗ đó là người ta hay làm mộ trong nhà. Đúng rồi, người ta không có gọi chỗ đó là nghĩa trang, nhưng mà giống kiểu nguyên một đại gia đình hay xóm vậy. Nói chung mộ nhiều quá nè, hơi ghê. Thì Dũng Huy kêu là chở cô gái đó qua bên đó, cái là tự nhiên cô gái đó biến mất luôn. Vậy rồi, ok thôi. Anh em mình nói chuyện nhiều với các bạn rồi, chắc là anh em của tụi mình hả? Đi bây giờ đi ra kiểu như là xem coi là xung quanh nhà sao.
giờ họ là phải chịu khó vậy chứ hồi là gặp ba chuyện ghê lắm anh em. Nói chung là nhà mình đó 2 giờ sáng là toàn là gặp chuyện nguy hiểm không ạ. Cho nên là mình đi kiểm tra cho nó chắc cú, nhiều khi còn gặp trộm nữa các bạn ơi. Ê, cái gì vậy? Có gì vậy? Đến cái coi thật đấy. Ủa mà rõ ràng em thấy cái gì màu đỏ đỏ đúng không? Đâu có gì. Có gì. Ở bên đây đúng không? Đây, để xem. Hả? Có gì vậy ta? Ui, nhiều khi. Ủa nhưng mà. Đây. Hả? Nhiều khi này, cái bọc ly đông kia. Cái bọc ly đông kia nó bay. Cái bọc đã có hả? Đúng rồi, cái bọc kia nó bay. Nó nhẹ rồi. Thôi nói chung đi lên lầu đi. Ok anh em mình nữa hả, đi lên lầu xem coi là có cái gì không anh em. Lên chưa Dũng? Nói chung là ở đó anh em của mình lâu lâu buổi tối cũng hay bị hoa mắt. Tại vì tối anh em của mình hay tưởng tượng lắm anh em. Hôm bữa Dũng Huy cứ kêu là Dũng Huy cứ nhìn thấy cái bộ đồ màu đỏ. Xong rồi bắt đầu là Dũng Huy thấy Dũng Huy thấy cái bộ đồ màu đỏ. Xong rồi bắt đầu là Dũng Huy thấy, giờ biết sao. Dũng Huy thấy cái bộ đồ màu đỏ xong rồi là Dũng Huy cứ kêu là thấy thằng Hà. Kiểu mình bị ám ảnh á. Ừ. Phải nổi luôn. Nhưng mà thật ra đâu có thằng Hà nào đâu anh em. Dũng Huy thấy cái quả bóng đỏ cái kêu là thằng Hà. Xong rồi mà thấy mình mặc áo khoác đỏ cũng kêu mình thằng Hà. Thấy cái bọc đỏ cũng kêu mình thằng Hà. Giờ mình sợ màu đỏ rồi. Phải bị ám ảnh màu đỏ. Nói chung anh em của tụi mình hả, quay lại cái trải nghiệm mà buổi khuya á, xong rồi ấy lên cho các bạn xem thôi chứ các bạn xem nè. Công nhận 2 giờ sáng chỗ mình nha. Mình hả không nói xạo với các bạn. Chỉ có tiếng dính kêu. Nếu mà bạn nhỏ nào mà ở trong xóm mình, có một số bạn nhỏ trong xóm mình á, các bạn sẽ biết cái con đường này. Con đường này là con đường dẫn ra cái dòng sông chết đuối. Và lâu lâu là anh em của tụi mình sẽ thấy những cái vong hồn đây. Mà mình nói với các bạn một điều nha, cái đường này người ta cúng rất là nhiều. Cũng rất là nhiều luôn. Dũng Huy hay quay cho các bạn này. Dũng Huy cho khi không phải không các bạn quay mình quay ban đêm các bạn cũng thấy đấy. Còn nhiều khi á mình quay ban đêm mình cũng đi ban ngày á, mình đi vào ban ngày nha, nhưng mà vẫn thấy cái bóng trắng xuất hiện. Nó nên cỡ đó luôn anh em. Nó là nó nằm kiểu như là nó nằm cách nhau tầm cỡ 50m đó nha. Cứ 50m là có một cái chỗ cúng. Có cái chỗ cúng rất là ghê. Có mấy cái chỗ cúng đồ ở đây người ta cúng quần áo rồi các kiểu là khá ghê. Thôi anh em mình đi qua đây đi. Nói chung mình chỉ quay video tối mình trải nghiệm vậy thôi. Có quay video không? Yeah. Có ra thì qua xem thử luôn. Cái này nó bị gì đấy nhở? Ok mình đi qua sân thượng này luôn. Ôi sân thượng này Dũng này cứ để cái ghế ở đây nhìn ghê quá. Mình hay có thói quen lên đây ban đêm ngắm trăng. Xem trước nhà có gì không? Kiểu lâu lâu có cái bóng trắng đồ nó trước nhà mình á. Tại cái này nó đi rất là chậm mà em thấy nó còn bước chân ấy mẹo. Em nghĩ phải là vong vậy. Anh nhìn ở phía trên cái thùng này nè, nó cứ ghê sao á. Thôi coi lại xem trước nhà mình. Nhiều khi đêm á, đêm em ra đây em ngồi ngắm trăng á, em lại thấy cái thùng nó độc đậy trong đậy. Vãi nồi. Không phải độc đậy mà có tiếng gõ bên trong á. Tiếng gõ bên trong. Tiếng gõ. Thiệt luôn á. Sáng ngày mai anh em của tụi mình phải em nghĩ là cái lên trường kiểm tra đi. Đúng rồi, cái bồ nó kiểu em nghĩ nó bị hở nắp rồi á, có con gì bò vô. Nghĩ con chuột rớt đâu, rớt em vô. Chắc không? Em chắc không? Trên nóc đó hả? Đúng rồi. Trên cái nóc đó em nghĩ có con có nó bị hở ra rồi anh bảo. Anh em mình thử đi qua đây. Ở bên đây cũng không
Nói chung là anh em của tụi mình kiểm tra để cho nó chắc cú thôi các bạn ơi. Thôi anh em mình đi xuống nhà đi. Nó quên dọn nó để. Mỗi lần mình lên trên sân thượng mình thấy cái ghế, mà các bạn nghĩ đi, cái ghế đặt ở giữa kinh dị phải liền, mình cứ cảm giác như có Annabelle hay sao. Anh bảo nghe nghe gì không? Tôi có tiếng người chạy xuống vậy không? Có. Có tiếng người chạy xuống đi. Em nghe tiếng bước chân mà. Không, anh không nghe. Anh không nghe hả? Nhưng mà anh cảm giác như có gì vụt ra sao? Vụt quá hả? Thôi xuống dưới nhà kiểm tra đi. Cho chắc cũ kiểu như là mình cũng sợ trộm lắm nè. Đi trước anh đi. Chứ này sợ bấy liền. Ok, mình sẽ đi xuống dưới mình kiểm tra dưới nhà. Em nghĩ là có mấy trộm nhiều em hả? Đáng sợ. Hôm bữa à, nhắc đến anh trộm mình nó ơn mình nhớ các bạn. Hôm bữa nhà mình thằng Tùng đó, nó đi vô trong nhà mình. Phải nồi luôn. Cái lần đó là lần đầu tiên mà có một người kiểu như là giống như trộm người ta đi vô trong nhà mình. Thằng Tùng nó vô trong nhà mình mà mình không biết luôn mới ghê chứ. Với lại cái tính của anh em á là hay hở quên khóa cửa sau. Không, em nghĩ tại vì em với Trung cũng kiểm tra kỹ rồi. Nhưng mà kiểu cái cửa mình có vấn đề như vậy không? Cửa nhà cửa mình nó cứ mở được hay sao không? Kiểm tra cửa rồi. Cái cửa là đóng rồi. Ok anh em. Kỹ rồi. Nói chung là anh em của mình kiểm tra nhiều khi ba thằng anh trộn nó trốn nhà vệ sinh hay gì á. Để ba kéo này vô đi. Mấy cái kéo này nguy hiểm lắm bạn. Giống kiểu người ta vô, người ta có kéo người ta thấy mình. À, anh em có hay hỏi chị Châu Lai làm gì thì chị Châu Lai bán quần áo nha. Bạn nào mà có kiểu như là cô dì chú bác á, cô dì kiểu như là nói chung là tầm 25 đến 35 mặc rất là đẹp, đồ hot girl không à. Giới thiệu cho chị nha. Từ 18 trở đi là mặc rồi. 18. Cứ 18 cho đến 35 tuổi là mặc mấy cái bộ đồ này rất là đẹp luôn. Coi là có chị hay là chị dâu hay là chị lớn lớn chút hay là cô dì chú bác gì đấy. Đồ ba mẹ cũng có luôn nha. Nhưng rất là đẹp. Ok. Nói chung anh em mình hở ra kiểm tra chút. Sáng nào cũng vậy anh em. Tầm giờ này là mình nghĩ là chắc các bạn đi ngủ rồi anh em của tụi mình thôi. Gì vậy? Gì không? Gì? Quên khóa cửa này. Quên khóa cửa hả? Quả nồi. Mở ra luôn. Lần sau nhớ nha. Nè các bạn cũng quên hôm nay xuống kiểm tra á. Xuống kiểm tra hồi tí nữa rồi. Phải nồi chứ các bạn. Mình mới ra mình thấy cái bọc màu vàng. Thấy ghê không? Còn đêm thà sẽ bọc trắng hay là bọc đen gì đấy. Sẽ thật màu vàng sặc sỡ. Em nhìn tưởng hộp ma quỷ ở đó. Ok. Các bạn ơi, bên kia nó có cái đèn đỏ đỏ gì kìa. Ừ. Sao ghê vậy ta? Chắc anh em nhìn trên camera không thấy đâu mà ở ngoài thấy rất rõ nha. Đèn trên cam thấy luôn. Cái đèn đó hay đèn thờ sao á. Tại vì mình có phải là cái khu vực đó là cái khu vực mà cái cát trống đúng không? Khu vực cát trống mà sao tự nhiên có cái đèn đỏ vậy? Trống. Sao tự nhiên có đèn đỏ ta? Có khi nào hôm nay có người ra thực hiện nghi thức gì không bạn? Thôi, đừng kêu, đừng rủ anh ra nha, anh sợ lắm. Tại vì cái chỗ đó cũng gần nhà ông sỏi các bạn. Gần nhà ông sỏi. Ông sỏi đi hướng đó. Nhiều khi nhà ổng nhờ. Đúng rồi. Cũng hay đi bên đèn bắt ma nữa. Ủa sao cái cây này tự nhiên đỏ rực lên vậy? Đúng xe nổ. Cái đó em nghĩ là sơn á. Đám nít sơn hả? Ừ. Cái đám nít này là mình nói cho các bạn ở trên video này nha. Mấy đứa nít coi xong mình coi video nha. Kiểu như là đừng tới nhà anh bỏ ren nha phá. Các bạn biết sao không? Nhiều khi á đôi lúc mình thấy nhà mình nó có mấy cái tiếng động lạ là mình nghi là hả các bạn đến phá nhà mình. Cho nên là các bạn không được làm vậy nha. Rất là nguy hiểm anh em ơi. Em nghi là bữa giờ là mấy nhóc nó phá nhà mình cũng vậy. Ừ. Với lại cái sơn này hôm bữa em kiểm tra là có miếng kiến nó bò đây mà sao hôm nay không có miếng kiến nữa. Chắc nó cái sơn này nó hết ngọt hay sao. Sơn vẫn ngọt đó hả? Ừ, bữa thấy kiến nó bò đây mà. Ok. Thôi, vô trong nhà đi. Chắc là hả? Chưa chút hồi mình khóa ở đây nữa. Mình khóa cái đây nữa. Rồi ok anh em mình chắc đến đây hết video anh em ơi. Rồi lên ngủ thôi. Chứ tầm giờ này cũng trễ. Tại vì mình nói sợ các bạn không tin. Giờ chắc nãy giờ anh em của mình quay chắc phải cả hơn nửa tiếng nha. Đen hà các bạn. 2:20 nè. Nè 2:20 thấy không. Đó anh em mình ở đâu. Cái đói mà slack đi.
Thôi, đề phòng đi. Tối ngủ rồi còn ăn bánh snack nữa các bạn. Dũng này nó hay ăn tùm lum lắm. Ngủ các bạn đi. Hôm nay mình cũng chả muốn gì cả. Hay là đêm nay anh ngủ em. Đêm nay anh ngủ em luôn nha. Sợ qua bên em ngủ chứ không. Giờ vậy. Hôm nay mình sẽ không đi. Mình để đi luôn. Quỷ Dũng này. Nó không sợ gì chứ hở. Nó sợ ngủ về đó anh em. Bốn ngày hôm nay mình chứ. Mình ngủ cùng với đó luôn. Chung đêm nay mình cứ để điện đây ha. Đi vô thôi. Quỷ ơi chứ cái thùng nó có tiếng tới đâu sao? Nó kìa. Mà mẹ nó thề nó men. Nó ở bên đó Quỷ Dũng gì chiếm đi. Đưa lại ơi. Đưa lại. Gì gì cho nó. Đưa lại. Đưa lại. Phải rồi. Ôi đây. Đi. Gì gì đó. Cấp. Mẹ. Ôi. Ha. Thôi. Ở đâu rồi? Nó muốn gì nó cho nó ăn cái đó mà hiểu cũng nghi đấy bẹo. Em nghi nè, ở sau nhà mình á, nó có một cái đường hầm bí mật nào đó, tại vì là nó nằm ở đây á, nó biến mất luôn. Má, anh nhà em mình có. Ê, quên. Em nghi nè, nó lúc đó ở đây ra. Chưa lên được rồi, nghe tiếng rồi. Anh thấy nó rõ ràng nó nhảy xuống đó. Đúng rồi. Thì có một cái đường hầm bí mật nào đó. Đó đây nữa. Đó, phải lại cho chắc đi. Vãi nồi nữa tí nữa mà mình cho nó ăn cái đó mà hiểm vô đầu luôn á. Nè. Làm gì không biết. À, cái cửa này rõ ràng nãy nóng rồi mà không biết luôn. Rõ ràng vừa nãy các bạn xem video các bạn thấy đó, mình và Bảo đã rất kiểm tra rất kỹ rồi. Thôi giờ đêm nay mình bị cái thùng cầm theo cái theo nó các bạn. Thôi ra 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 đóng cửa. Thôi nó là lát nữa mình ba lên phòng để cái gì tối mình thùng lại. Thôi giờ đi khóa cửa đi. Vãi nồi luôn. À, lần thứ hai rồi các bạn ơi. Bữa là thằng Tùng thấy rồi. Bữa là thằng Tùng nó vô trong nhà mình là mình không biết luôn. Cái cửa đó chắc là sáng mai mình phải sửa lại quá. Nghi lắm rồi. Hả? Có cửa này thì nó không mở được rồi. Cửa đó bên đây thấy không? Mở được rồi. Đóng vô đi, đóng vô cho chắc đi. Thôi, giúp nha. Khỏi cái nồi chết chứ. Trời ơi, nó còn rồi luôn. Em hơi tức nữa. Đang nhà người ta mà đến thứ phá. Anh không ra. Rồi. Ok các bạn. Tối rồi đó mình phải kiểm tra như vậy không? Hôm nay mà mình không kiểm tra là coi như là mình không biết cái chuyện gì xảy ra luôn các bạn ơi. Nó nhiều khi nó vô nó giết mình luôn á. Đâm ra là hở anh em của mình, hở đang hở rất là sợ luôn. Kiểu như là nhiều lúc mình ngủ mình cũng không yên tâm lắm. Đêm nay không biết là anh ngủ được hay không luôn nè. Đêm nay không biết anh ngủ được hay không nữa. Chưa vô được. Còn cái đó là hiểm. Quên. Ban đêm có gì ngủ. Thôi nói chung là thằng Hèn hôm nay nó vô tí nữa mình bắt được á. Tí nữa mình bắt được luôn. Mình mà bắt được nó là coi như là nó xong với mình rồi. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Rồi mình nghĩ là nó sẽ còn quay lại nhà mình cho nên hở mình sẽ hở đặt bẫy nó. Đặt bẫy đó hả? À có cái cam á, cam camera anh em mình ghi lại đi. Cam trong nhà mình các bạn, đúng rồi. Thật xem coi nó vô nhà bằng cách nào các bạn. Nó vô nhà mình bằng cách nào. Có nghĩa là mình sẽ đặt bẫy ngay chỗ đó luôn, bảo đảm luôn các bạn luôn là mình sẽ bắt được nó. Ok, video mình được 20.000 like. 20.000 like nha các bạn, hãy like cho mình thật là nhiều với lại đăng ký giúp mình với. Đó. Mình và anh Bảo sẽ tìm cách đặt bẫy nó vậy. Mình bảo đảm với các bạn luôn là nó là thằng nào đó. Nó là thằng nào đó, thằng trộm rồi đó. Nếu mà lúc hình như mình cảm giác nó đeo bao tay nhờ. Nó đeo bao tay mình không biết cái dấu bên tay của nó. Đúng rồi, thằng này nó khôn lắm chứ không mờ đâu. Mấy thằng này các bạn khôn lắm bẹo. Nó là một dạng siêu trộm lắm bẹo. Ừ, trộm cái gì đó bạn ơi, thằng này là người. Thằng này là người. Mình biết rồi. Đó, mình không bắt được nó, hả mình lột mặt nạ mình đập nó chết. Thôi được rồi các bạn ơi. Ok, nếu mà 20 like thì 20.000 like thì mình sẽ đặt bẫy mình bắt nó luôn các bạn. Thôi được rồi, ngủ đi, vô rửa mặt. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video của mình. Bye. Rửa nẹp rồi nhé.